Bí ẩn bàn trà nô long não 1000 tuổi, tỏa hương thơm ngày đêm. Một chiếc bàn trà khủng làm từ gỗ nô long não nguyên khối tuổi đời có chiều dài tới 2,5 mét với đường cong uốn lượn tự nhiên. Đặc biệt, chiếc bàn luôn tỏa mùi hương thơm đặc trưng hiếm có. Chia sẻ với chúng tôi về chiếc bàn trà làm bằng gỗ nô long não nguyên khối nổi tiếng của mình, ông Lê Minh, chủ vườn cây cảnh nổi tiếng ở Sapa, Lào Cai cho hay, chiếc bàn này được ông làm từ khối nô long não nguyên khối mà ông mua cách đây gần 6 năm. Theo ông Minh, nô long não là phần cứng nhất của cây gỗ long não, được hình thành từ một cái lỗi hay khuyết tật nào đó như sâu bệnh, chặt chém, bị sét đánh. Trong quá trình phát triển của cây, nô ở cây long não không phải hiếm, nhưng chủ yếu là nô nhỏ và non. Để hình thành được khối nô to dài tới 2,5 mét như thế này, cây long não phải có tuổi đời lên tới hàng 1.000 năm tuổi. Thế nhưng, trên rừng, giờ những loài cây to thuộc loài cổ thụ như vậy siêu hiếm, mà có còn cũng không được khai thác vì bị cấm. Nếu khai thác sẽ vi phạm pháp luật. Giờ chỉ còn những khúc gỗ nuôi già bị đổ gục khi mưa lũ, gỗ trôi mắc kẹt và bị vùi lấp bên dưới dòng suối hay sông. Trong một chuyến đi Điện Biên cách đây gần 7 năm, ông Minh khá may mắn khi vô tình gặp và hỏi mua được gỗ nuôi long não của người dân. Họ nói trong quá trình lên rừng, thấy một phần khúc gỗ lộ ra bên dòng suối nên đào lên. Lúc đào xong mới phát hiện là khối nuôi long não. Tôi mua được mấy năm rồi, mà đến cuối năm 2017, tôi mới đem ra chế tác thành chiếc bàn trà, ông kể. Chỉ vào chiếc bàn trà của mình, ông Minh cho hay. Chiếc bàn làm bằng gỗ nô long não nguyên khối, chiều dài lên tới trên 2,5 m, chiều rộng 66-90 cm tùy đoạn bàn, bề dày 10 cm. Hình dáng của chiếc bàn uốn lượn tự nhiên mà không cần chạm được gì. Bên cạnh đó, bàn trà có hoa văn đặc trưng tự nhiên. Ông chỉ làm một việc duy nhất là xẻ khối nô ra và bào nhẵn rồi đánh bóng để làm mặt bàn. Thế nên, để tìm được một chiếc bàn tương tự như chiếc bàn này của ông là rất khó. Từ lúc làm xong bàn trà đến giờ, khách đến hỏi mua rất nhiều. Trong đó, một vị đại gia ở Sài Gòn đã 4 lần bay ra Hà Nội và đi xe ô tô lên tận Sapa hỏi mua với giá 180 triệu đồng, nhưng tôi chưa đồng ý. Ông nói, theo ông Minh, ngoài hình dáng độc đáo cùng chiều dài khủng, chiếc bàn còn tỏa ra mùi thơm rất đặc trưng từ gỗ long não nên rất nhiều người thích thú tìm mua.